Ok, hôm lên em. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục một con game mới. Game này có tên là Actual Chronoli. Đây, chúng ta lướt qua cái trang template. Game này nó vẫn là chủ đề xây dựng thôi, nhưng mà nó hướng đến cái sự tự động hóa. Game này lúc trước thì cuối năm ngoái nữa, cách đây khoảng năm rưỡi á, là năm 2022 á. Lúc mà tôi review, tôi bắt đầu làm con game mà Logic cái bắt á, thì có nước edit thì có gặp anh đi rồi nè. Solo dev làm nguyên con game này luôn. Con game này chỉ có một người làm thôi nha, thuộc thể loại xây dựng tự động hóa hướng đến cái hệ thống mà automation. Đây anh em thấy cái trò lướt lướt trong ống nó giống con Satisfactory không? Chúng ta có thể xây dựng hệ thống máy móc như thế này nè, hướng đến cái sự tự động hóa. Game này vẫn đang trong giai đoạn mà early access thôi, chưa có ra mắt phiên bản đầy đủ, nên tôi cũng không biết khi nào ra mắt phiên bản chính thức nữa. Lần này chơi thì cũng coi thử chất lượng con game là sao, rồi từ từ chúng ta mới hướng đến là cái bản chơi đầy đủ hoàn chỉnh hơn khi mà con game nó chính thức kỳ lưu. Cái máy này dạng như cái máy bắt bóng vậy đó, cái cột gì giống cột ánh sáng đó, có rất nhiều máy móc luôn nè, như máy khai khoáng đầu quặng này, hệ thống tự động hóa này, anh em sẽ nhìn thấy mấy cái băng chuyền đường dây tự động như thế này. Chúng ta có thể xây lên 2-3 tầng nền tảng luôn, có cái cầu thang luôn, dây điện đi từ dưới này lên trên. Nhưng mà sao xây cái này lõm xuống gì vậy? Đây, game cũng thú vị vết đó, có mấy con robot bò bò nè. Anh em mà thích mấy cái dòng game xây dựng tự động hóa khai thác mà mấy cái nguyên vật liệu như thế này á thì có thể thử qua con Satisfactory này. Con này lúc trước tôi chơi cũng khá là nhiều rồi. Gần năm hơn 50 giờ chơi nè. Hồi đó thì cũng rất là rảnh rỗi á, nên cũng vô chơi máy khá là nhiều. Game này thì một người làm thôi nên không thể so với cái con mà kia được. Nhưng ít ra thì nó cùng cùng chung cái chủ đề tương tự. Game cũng có giá khá là rẻ nha. Bản là 150 cành, lúc mấy lúc mà nó sale 40% á, còn giá bình thường là 250, cũng là tương đối ổn. Thì khi mà game ra mắt phiên bản đầy đủ á, kết thúc giai đoạn early access thì giá sẽ không thay đổi, nên anh em có thể mua bây giờ hoặc là chờ đến lúc game review ra còn chất lượng nó như thế nào, ổn áp á, thì tới đó anh em tính. Nên nhớ game này chỉ có một người làm thôi nha, nên là chúng ta đừng yêu cầu quá cao cho cái dòng game indie nhỏ nhỏ như thế này. Một người làm con game như thế này là quá là tốt rồi. Hiện tại thì 31.000 lượt follow quá thành công luôn, cực kỳ thành công luôn á. Anh em nhớ con game của tôi là không có nổi 100 người follow đó nha, nên con game 30.000 như thế này là quá là cao rồi. Bây giờ chúng ta vô game thử. Tôi thì hồi nãy cũng vô mà option setting khá khá rồi nè, cũng vô setting lại mấy cái video đồ chỉnh độ map hết rồi đó. Lock vô tới giới hạn tối đa là 90 fps thôi, cử cần cưa với mà bóng đồ. Rồi chúng ta vô single laser là game set ship này chắc là hàng giống. Mấy con game như thế này thì mỗi bàn chơi nó lại có một cái hạt giống nhau. Cái này là sao? Booster là sao ta? Ghi cái đó ra mà không hướng dẫn cụ thể gì cả. Đây là cái đoạn cắt cảnh đầu game đó hả? Chúng ta cho một cái phi thuyền bay ra giữa vũ trụ bao la cũng lớn luôn. Nhấn Enter bổ qua. Coi đi. Đồ, Gobo nhìn cũng ngộ nghĩnh quá Believing that one planet would be enough for us was wrong. Our colossal ambitions pushed us to leave our homes. Cái hành tinh của chúng Driven ta by bây the giờ to need rồi, of nên chúng ta development bay ra ngoài and vũ trụ tìm achievements, kiếm một cái nơi ở mới. humanity seeks opportunities to discover new worlds. And Bây giờ perhaps nhân loại you chúng ta can sẽ make đi your khám phá tìm kiếm một thế giới mới. We are the Con robot first này được lập trình tự colonists động để hướng dẫn laying làm the điều đó. Chúng foundation ta là những cái for phi hành đoàn đầu future tiên generations. tạo ra cái nền tảng cho It's thế hệ your mới. turn now. Show your Bây giờ survival skills. đến lượt Unlock của bạn phải thể technologies. hiện trình độ kỹ And năng remember, và sinh tồn the của mình, galaxy mở phá những công is nghệ mới. yours to conquer. Vũ trụ là trong tầm tay chúng ta đó, vũ trụ là vô tận, nhưng mà chúng ta sẽ khai thác hết tài nguyên của nó luôn. Rồi đồ cảnh cũng đẹp quá ha. Nãy là tôi chỉnh tốc độ chuột nhưng mà góc nhìn ở đây thôi, có mấy cái cục đá nó bay bay ngoài đó là nó đập vô mình không tương tác với con bot đấy à. Chào mừng các phi hành đoàn, tôi là một con bot, tôi được lập trình để hướng dẫn bạn những cái bài học cơ bản đầu tiên theo cái sự hướng dẫn của tôi. Rồi ok, tiếp đi sếp. Nút HD dấu cách bay cao lên, nút Alt Left hạ xuống, ngon.
Khi cần giúp đỡ thì bấm nút G để vô cái người đầu bút. Trời ơi nhiều cái gì ông nội. Thôi 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 thôi. Rồi bây giờ mình cần phải thu nhập một số cái tài nguyên cơ bản từ mấy cái cục bay bay này này, nó gồm có sắt và đồng. Nhiệm vụ của mình là kiếm hai sắt với hai đồng. Gì bể không tiêu vậy? À nó không được đụng vô cái này của mình. Sắt với đồng á. Cái này là ba cục sắt. Sắt nó màu trắng trắng như bạc. Cái điện thui đó là gì ta? Carbon à. 7 carbon với 5 cục đồng. Nó đập cuốn sao quá nè. Cái lần đó có cái gì nè? Xa lắm nha. Nhìn nó nhỏ nhỏ vậy chứ nó xa lắm. Này 7 cục sắt chứ 2 cục đồng nữa. À không, nó là vàng chứ không phải là đồng. Gold. Mấy cái này chắc phải lấy nhiều quá. Nó là những cái mà tài nguyên cơ bản mà. Cái này xanh lè này là cái gì đây? Bạc á. À nó là băng. Cái khối băng luôn. Ngoài vũ trụ có cái khối băng bay bay như thế này á ta. Này là cái gì? Ở đằng đó nó có cái gì nữa kìa. Đó anh em thấy không? Nó giống như một cái hòn đảo bay bay á. Không có dòm được. Còn cái này là default ship gì đó. À cái mỏ. Cái default là cái mỏ. Có cục nào có vàng không ta? Cục này nó vẫn là đồng thôi. Đâu nè để. Bây giờ mở cái phao đồ của mình lên bằng phím bi. Sau đó chọn cái gáp. Phím bi. Mình gáp là cục băng với mà cục đồng. Cục sắt với cục đồng chứ. Có x5 x10 nè. Đồng thì mình không đủ, mình có gấp đủ sắt thôi. Kiếm thêm đồng. Băng này nó làm cái gì ta? Để tạo nước mình uống hả? Chết cái bình oxygen meter. Là nó nằm ở góc trái ở dưới hả? Đây nè. Game ngoài vũ trụ mà. Đây, nó nằm ở góc trái dưới này nè. Rồi ok, tiếp đi anh ơi. Khi mà về không thì tất nhiên bạn sẽ bị thương và kết quả là bạn sẽ hẹo. Rồi ok, có cục băng thì mình có thể chế tạo được cái máy oxygen. À hiểu rồi, nó sẽ giúp mình nạp lại oxy. Đầu tiên để bui được cái máy oxygen đó, mình phải nghiên cứu cái công nghệ đó trước. Hãy chắc ăn bạn sẽ có đầy đủ cái điểm là gọi là cái điểm khoa học đi. Đầu tiên thì có hai phone để nhấn phím T này. Phone nhấn phím T. Điểm khoa học của mình là 21. Cái này tốn 2 điểm. Cái này tốn 4 điểm học luôn. Cái này tốn 8 điểm học luôn. Cái này tốn 5 điểm học luôn. Bui một cái mà ATG Cutter là cái máy bắt khí á. Bui sao? Từ từ đào thêm tiếng nữa đi. Mình còn thiếu sắt nha. Nãy giờ đồng nhiều lắm. Anh em nhìn góc trên bên trái á. Mới có 2 cục sắt à. À 25 cục carbon này. Đây sắt đây. Nó đập cũng xa phết nè. Mình đâu cần bay thêm nhiều đâu. Sắt đây. Bây giờ có mười mấy cục sắt này. Trên đó 1 cục nữa kìa. Đậu luôn, đập hết luôn. Cái đó là cái quái gì? Là cái mỏ sắt. Mỏ là nơi mình có thể cắm mấy cái thiết bị khai thác lên đó.
Thường mấy con game này nó sẽ như vậy. Màu vàng này là đồng phải không? Rồi quất luôn. Chúng ta cũng cần đồng đó. Mấy cái này là nguyên vật liệu cơ bản nên về sau chúng ta cần nhiều lắm. Con game nào cũng vậy thôi. Nên đầu game đào được bao nhiêu cứ gán mà đào. Cái này nó vừa sắt vừa đồng luôn nè. Nổ không ta? Nhiêu đây được chưa? Đủ chưa? Nó đào cũng khá là nhanh á. Rồi bây giờ bui cái máy mà bắt mấy cái thiên thạch này, máy gấp thiên thạch, phím K, phím G, phím K, máy móc thì nó nằm ở đây. Ủa sao nó có bui được đâu? Cái máy bắt nó là nó nằm đâu vậy? Linh linh, đây 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 đây. Nhấn phím G để xây, chuột trái để xây dựng công trình. Cái mũi tên nó chỉ ra là sao ta? Đây đây đây. Cái này hình như cần phải có điện nữa nó mới chạy nè. Nó hiện thị icon điện nè. Nhấn nút F để mà vô cái máy này, nhấn nút E để chỉnh sửa. Ồ. Nó sẽ hút cái cục đó về. Hút về nè, sao nữa? Bể rồi. Ủa, nó cứ vô đâu nó ngoài nè. À, nó bắt vô này một cục thôi, còn một cục nằm ngoài. Bây giờ cái trò này phải cái máy xử lý thiên thạch này thì phải cần có điện là cái lỗ nào. Bây giờ làm sao để có điện? Điện thì bên này á. Máy chế tạo điện nó cần 3 miếng sắt. 3 miếng sắt của mình thì đây. 5 miếng luôn. 5 miếng đồng luôn. Cái này cuộn dây điện nè, chắc cũng cần thiết á. Thiếu đồng. Coi bộ mình phải kiếm thêm đồng nữa mới được. Đồng ơi, đồng à. Ủa? Ủa? Rồi sao đổi qua cái máy đầu ta? Cái này dạng như cái zipline á. Nè. Rồi làm sao mà đổi qua cái máy đầu bây giờ? À, bấm số 1, bà đó. Ủa không phải số 1 nữa. Số 2, số 3. Ủa không. Sắp hết oxy rồi anh em ơi. Hồi nãy oxy nó kêu là làm cái gì ta? Thiết bị. Nè oxy anh nè. Cái này cũng cần điện luôn. Điện 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 máy chế tạo điện đây. Đầu vào ở đây, đầu ra ở đây, mình phải nói dây điện nữa là số 3 đây. Ok, nói dây điện qua. Cái này cũng cần điện luôn. Nói dây điện qua rồi thì giờ làm sao nữa? Nhấn nút E hả? Carbon Gitter. Công thức đây. Mình bỏ một cái cục carbon vô. Trong vòng 30 giây nó sẽ sản xuất ra 10 điện. Đây, nó sản xuất ra điện trong 10 nè. Máy này chạy chưa? Sử dụng cái cục băng để phi oxy. Trong đó nước thì sẽ làm ra cái bình oxy này. Băng đây. À, oxy nó lên nè. Rồi, đủ oxy. Bên này. Bên này cái máy này nó kéo cái cục nó về xong nó tự phân hoạch luôn.
Điện luôn là trái tim của tất cả cái thiết bị này. Rồi nó điện thì cung cấp đủ cho nguyên cái hệ thống hoạt động. Rồi mình cần phải chế tạo dây điện rồi cái lõi đồng. Em chế nãy giờ anh ơi. Bây giờ nó bắt mình chế lại lần nữa. À, nút X đè nút X. Đúng rồi, nó ghi kìa. Ủa, à đây. Đây là cái công cụ đào. Đây là cái phát tiêu tool là cái gì? Unity tool là để chụp ảnh để làm cái gì đó. Phát tiêu tool là cái máy xây dựng với cái máy đào. Rồi, bây giờ cứ đào thôi. Cục vàng kìa, cục vàng kìa. Cục vàng, 5 vàng luôn, để giá. Bên kia có một cục nữa kìa. Phải vàng không? Vàng luôn. Đây một cục đó nè. Hình vô 3 phải không? Hình vô 1. Đó, anh em thấy học nhanh không? Đào vàng ngoài vũ trụ. Rồi còn cục nữa đâu ta? Đây phải không? Cần cho 3, kéo nó lại. Rồi cần cho 1 đào. Cần cho 3. Kéo xuống vô cái máy này cho nó đi bắt. Không cục nào để kéo luôn á. Đây này, đây nè. Kéo thêm cục nữa để dự phòng. Lá nét tôi là cái gì? Nhìn xung quanh bạn sẽ thấy những cái mà mẫu đất nhỏ nhỏ chứa rất nhiều tài nguyên á. Có thể sử dụng cái công cụ mới của mình và kéo nó về, cái này vô. Ô. Ừ, mình đào được nguyên cái máy trên này đúng không? Nó có mấy chục cái bãi à? Mấy chục cái bãi à? Cũng không nhiều cho lắm, cục vàng kìa. Cái hốc này đã nha, nó rất là dài luôn. Mình thì di chuyển qua lại cũng rất là nhanh luôn. Ủa? Kình chô. Giờ quỷ cái này quỷ sao ta? Được chữa là nó copy ra à. Không biết quỷ sao. Con này nó ngủ luôn rồi. Rồi bây giờ mình tự mày mò nghiên cứu thôi. Smelting này là cái gì đây? Đi chút này nó cần 6 điểm. Nước nè, nước nè. 12 điểm. Logistics 22 điểm không đủ. Bây giờ tạo cái công trình Igecker là phá mấy cái mẫu băng này để tạo ra nước. Rồi. Công trình. Có cả farming luôn nha. Cái Igecker đó nằm đâu vậy? Đây, đây đây nó đây. Nó nằm bên điện hả? Bốn cái thỏi đồng mới được. Bốn cái thỏi đồng.
trong lúc đó thì chúng ta lại đào thôi. Nó đụng vô đây nó bể luôn à. Nhớ nghe, đây là nó phân tách ra nè, gom hết trong vòng là mấy giây á, 8 giây nó sẽ tách cái cục này ra nè. Đây nó tách ra thành hai ba cái này, 8 giây nó tách lần. Vàng á, thường mấy cái cục vàng vàng á là nó hiếm lắm. Nè cục này cục vàng nè, hiếm nè, đào liền. Nãy giờ tôi thấy sắt đồng với carbon nó rất là nhiều, chỉ có vàng này là nó thiếu thôi. Cái này có hai cục băng à, băng để lấy nước. Bên đó còn cái hòn đảo nhỏ nhỏ gì nữa kìa. Sắt này đào lâu nha, đào lần tới 5 phát luôn. Cái này với cái này chắc nó giống nhau á. Kìa kìa kìa, cần chô cộng chuột phải để quỷ rồi, ok. Sao đang hướng dẫn cái này nó nhảy qua cái đó rồi. Rồi tiếp, hồi nãy là mình đang cái gì ta, xây cái công trình đây, đó xây cái này. Cái này nó cũng cần điện đó. Bên này là cái gì ta, cái đầu vào phải không? Bên này là nước nó ra. Công thức đây, mình bỏ khối băng vào nó sẽ ra nước. Nước nó ra đường này thì từ nước đó mình sẽ chuyển vô đây. Vì nãy xây chỗ này là sai lầm mà. Có cái nào thu hồi nó được không ta? Nó chưa ra được miếng nước nào luôn nè. Ủa nước nó ra đâu? Ê khoan. Rồi không có bình chứa. Không có bình chứa hả? Vậy mình phải qua tờ sale. Không hiểu cho lắm, từ từ. Bơm vô đây phải không? Đây đó, nó lên nước rồi nè, đúng rồi đó. Rồi từ nước đó mình mới chuyển vô cái máy này cho nó nén thành oxy. Nó có công thức nè, bốn nước ra được cái bình oxy tăng nè. Trong lúc đó thì đi gấp vài cục nữa. Bây giờ làm sao nói được cái bình này qua bên đó là.
Đi chỗ này sai lầm quá. Đáng lẽ lên xây ở đâu bên này nè. Số 6. Rồi, bây giờ mình sẽ nói cho ống nước xuống. Nói kim ca. Cái ống nước này phải có dây đồng. Dây đồng đây, có luôn. Hết cục đồng rồi. Có cái thỏi đồng, mình chế tạo cái đường dây đồng. Băng, 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 băng. 3 đồng, 7 sắt, 5 sắt, 9. F đây, Q với E chứ. Đâu rồi? Nước lắm nhiều quá ha. Ủa? À, phải nghiên cứu cái này nữa. Rồi, được rồi. Tạo hydrogen gì nè. Giờ nói cái ống nước chỗ đây cái đã. Sao không đủ tài nguyên là sao? À, chưa cuộn dây đồng. Cuộn dây đồng nãy giờ chế nhiều lắm mà. Nè. Quay ghe. À, nó là cuộn dây à. Cuộn dây này nó chế từ sắt ra. Lù đạn nó mình chế cái đống dây đồng. Hết nước rồi, hết băng rồi. Đây có băng đây. Có băng cho bạn đây. Máy phát điện còn carbon không? Rồi nước nó chảy qua được không tôi không biết nữa. Theo những cái hình như thế này thì có khi nó chạy được đó. Chết rồi, sắp hết oxy rồi. Cho nó còn sản xuất ra cái bình oxy tăng này ta. Xin đây dày cục băng làm oxy bạn ơi. Có khi nó phải ra được một cái bình oxy gì ở đây nữa, tôi không biết nữa. Để coi kỹ nữa. Cái này máy đào. Cái này logistics. Lock. Hết, đã hết điểm luôn rồi. Logistics thì nó nằm đây. Mình cần có phải là biến sắt với mà dây đồng. Máy này là máy gì? Cần điện không?
Nó cần nước với điện luôn. Nên nước với mà carbon thì nó sẽ tạo ra cái bình hydrogen tăng. Cái này mình chưa có. Carbon đó. Cái máy điện đây. Cái đầu vào bên đây. Carbon nào. Carbon với mà nước. Nước à, nối ống qua nữa không ta? Số 7. Số 7. Nó ra cái gì? Nó ra cái này. Cái này xài sao? Nó ra cái bình hygro mà bình hygro để làm gì? Không biết nó làm gì luôn. Nó vừa tạo 3 cái, tạo 5 cái nên tạo hết đi. Cái bình chứa hygro này thì rồi gần được rồi. Ghé thăm hành tinh gì giống nổi. Chích map bằng nút em mà sử dụng cái mà edit chích thích là cái đéo gì. Hygro Tega Alubium di động à, trên mấy cái hành tinh này. Cái này là cái mỏ vàng, trên này nó có cái mỏ vàng nào. Carbon vàng mà titanium. Carbon sắt titanium, hiện tại xung quanh mình chỉ có 3 mỏ như thế thôi. Rồi. Vàng 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 vàng. Tôi mới thấy cục vàng thôi. Đây nè. Hướng dẫn này nó vớ vẩn vãi. Cái lò nung này cần 3 miếng sắt. Lò nung này cần 3 miếng sắt. Tra lên thiết bị lò nung. Nó cần có điện. À, mình bỏ
bỏ vật liệu vô và nó tự ra luôn. Được. Bây giờ xây một cái máy xử lý rác, cái máy xử lý rác gọi là cái máy tái chế á, máy này phải không? Cái này là kho à, kho này chắc là lắp như thế này nè. Ủa nó không tự chạy vô hả? Bật đứng cái này coi nó có tự chạy vô đây không. Có cái hốc này cũng khá là tiện lợi đó. Cần băng để có oxy không? Chết ở nhà đâu rồi, nhà đây. Cái máy tạo oxy, máy này. Bỏ vài cục băng vô. Nó không có tự ra bên kia hả? Nó không có tự ra đây hả? Vậy cái kho này để làm cái méo gì? Sai lầm rồi. Bên này cũng có cái hai cái đầu vào nè. Bên này cũng có một cái đầu ra nữa nè. Cái đầu ra này lóc không phải. Nhiều thiết bị quá. Máy này máy đào nó cần 6 miếng sắt. Bây giờ trong này chắc nhiều đó một đống luôn. Đào mấy cục này nó cũng khá là nhanh. Giờ đủ điểm nghiên cứu máy đào giờ đủ rồi nè. Máy đào mình học rồi luôn. Để tí nữa đây. Nó yêu cầu là chế cái máy xử lý rác là cái này nè. Chế cái máy xử lý rác á thì mình sẽ thu nhập được lại 80% cái nguyên vật liệu mình bỏ ra. Đây đây đây, nó đây. Cái máy này nó vẫn cần điện nữa nha. Làm sao ta? Bây giờ mình cần phải xây cái gì đó xong rồi phân hủy nó rồi mới đem vô đó để vô đó được. Ví dụ tôi hủy cái máy nước này đi. Bây giờ cái máy nước qua đây nè.
Bên này đầu vào của nó là cái gì ta? Đầu vào nó điện với nước. Đây tôi quỷ cái máy nước này, cần vô chụp phải. Sau đó tôi xây cái máy đó ngay đây luôn. Nhấn nút. Cái máy đó là máy gì ta? Cái máy đó là máy này phải không? Không không, nó bình điện. Máy này. Đây nè, những cái máy nãy giờ mình bỏ vô này à, nó sẽ phân hủy ra, nó trả lại đồ cho mình. Trả lại được có nhiêu đâu, 80%. Từ 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 xây lại cái máy đó để vị trí nào phong thủy đẹp ta. Cái máy điện này nãy bị gì, dời ra sát ngoài đi. Thì cái máy điện sát ngoài đi. Đây, nói về điện vô. Rồi tiếp theo là xây cái máy nước. Cái máy quỷ băng. Quỷ băng thì không đủ nguyên vật liệu hả? Nguyên vật liệu của mình dây điện thì từ cái này. Cao đi cho nó đẹp ha. Ok chưa? Bây giờ bỏ băng vào. Xin lại tí chứ. Xin lại tí để còn hút chích nữa. Đâm băng lấy tạm đi. Sáu sắc. Còn cục nữa nè, 7 băng luôn. Ngon, có băng để là thở oxy rồi đó. Cái trong game này là không cần ăn uống gì, anh chỉ cần hít thở là anh em đủ sống để làm nô lệ cho tập đoàn này. Bỏ đồ vô máy này cho nó gấp. Đóng luôn. Hết điện rồi à, quên đó, mình lấy ra hết. Trời, nãy quỷ cái máy là không có lấy được carbon ra nghe à, nó mất đồ luôn á. Bây giờ làm sao ghé hành tinh chưa con chút. Nè, có cái hộp chứa oxy nè. Cái hộp này nó cần bốn cái bên này, bốn cái nia xe lành đó là lấy đâu ra ta?
có cái bình oxy rồi. Đây là nghiên cứu lấy điểm khoa học nè, 20 miếng sắt rồi. Trời ơi lâu lắm. Có cái bình oxy thì cái bình oxy nó nằm ở đâu? Cái này xin xò hơn, khó lắm. Cái này băng chuyền hút đẩy cái nguyên liệu đặc biệt đi. Cái này là lóc, khó hiểu quá. Thiết bị mấy cái này thì rồi hết rồi. Có cái này chưa xây, cái này tí nữa xây để lên cái kia để nghiên cứu. Nó dạng như cái điểm nghiên cứu khoa học bậc hai á. Cái bình oxygen nãy mình chưa học hết ta, à chưa học được 4 điểm gì mà xây cái labo đã. Bắt buộc phải xây cái labo này để lấy được cái điểm này nè, điểm engineer. Xây cái labo này thì thiết bị 20 cái miếng sắt rồi, ok. Hai cái khối thiên thạch nó xuyên qua nhau luôn kìa. Búa này làm cái gì? Búa không làm được gì hết. Sắt, sắt, sắt. Sắp hết oxy nữa rồi. Game tutorial mà làm có vậy ta, oxy mình nó giảm nhanh quá. Nó giảm nhanh nhưng mà cũng hên là cái lượng cung nó cũng khá nhiều. Ủa đổi được hai cổng vào vào với ga nữa hả? Cổng này cũng vào nè, cổng này cũng ga hay gì nè. Ủa cái này cũng vào của thằng này gì? Trời ơi nhầm rồi. Ủa gì cổng ga của thằng này nó nằm ở đâu ta? Chắc nó nằm ở đây quá. Theo mũi tên nó chỉ vô thì cổng này cũng vào chứ. Chưa 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 quên đó. Vô đây mình đi bắt thêm vài cục sắt nữa. Sắt nè. Rồi cái máy nung rồi. Đây. 20 cục sắt vừa đủ luôn. Rồi bây giờ xây cái này lên. Lấy cái điểm tài nguyên thứ hai. Nó cần điện, cần điện thì đặt hướng này. Nó hai cái đầu vào với mà dây điện thì đây. Như cái này thì đầu ra đúng rồi nè, còn cái này sao lại là đầu vào đó. Oxygen tăng thì 20 nước nó ra một oxygen, thì 20 nước nó vào rồi nè thì cái đầu này phải ra cái cục oxygen chứ. Giờ nó thành ra lũ đạn nhà nó á. Sao hiệu quả có 40% vậy? Trời ơi phải tính cái hệ thống dây điện đó hả?
Vậy là 8 thỏi này mới được đủ 4 điểm. 8 thỏi sắt di động. Lại bắt đầu phải đi chặt nó rồi. Cần rất là nhiều sắt luôn nha. Nãy giờ không thấy cục vàng rồi nữa ta. Mình rồi có đủ 12 thỏi sắt rồi, đưa vào cái máy này cho nó tạo điểm khoa học. Sắt nè, đồng nè. Ủa rồi tạo ra 15 điểm này thì chắc là tốn 1 phút, 12 x 5. Rồi sau 1 phút nữa là tạo được cái đó, chúng ta đi tạo cái máy đào, rồi đặt máy đào lên mấy cái hành tinh nhỏ nhỏ kia. Đào ba cái sắt này tốn thời gian phết á. Đó là quá. Trời, tóc ra làm việc cái đi vô mất tiêu. Carbon này cũng quan trọng, nó là nguyên liệu. Rồi nó tạo được 2 điểm, 1 điểm rồi đó. Bằng có 4 cục à, này nhiều nè. Đập cả hành tinh này luôn. Đó, được 2 điểm khoa học rồi đó. 4 điểm thì chúng ta nâng được cái bình oxy tăng. Carbon 6 cục cũng được. Không có carbon là không có điện, không có điện là nguyên cái dàn máy của mình nó đi hết luôn. Đó, cho 30 cục rồi đó. Tha hồ mà sản xuất điện nha. Kìa, học được cái oxygen rồi, sản xuất ra được 4 điện rồi. Cái oxygen nó nằm đâu? Máy đào 5 miếng sắt như 5 miếng đồng. Diện tích 3x3. 5 miếng sắt với 5 miếng đồng thì cũng dễ. Đi vàng 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 vàng. Vàng này nó hiếm lắm. Rồi lên cái hành tinh ngôi sao xa xăm nè,
Không được hả? Nó xa dữ vậy hả? Xa dữ sao mà lên? Máy đào này chắc cần điện á. Cần điện thì hơi khó nha. Ủa, oxygen 3 ghi là sao? Không hiểu lắm. Cái buggy này nó cần phải có máy tạo oxy để tiêu nó. Để máy tạo oxy đây nào. Nó vẫn không được nha. Trời ơi, nó mất sạch nguyên liệu luôn á, nó không có vô đây nữa nè. À vô nè. Dây đồng từ đã nó sẽ đi vào đây, nhưng mà nó đặt ngay đây cũng không được luôn. Con game này nó đùa nhau hả? Bỏ tay, không hiểu cách nào hết. Ủa? Rồi nãy giờ quên không có bật lên phụ đạn nhà đó. Ra cái khối lốc này. Rồi làm sao cho nó vô được cái cục này? Giờ đây cũng có thể nữa nè. Cũng éo được luôn.
Những cái cục này làm cái méo gì? Đặt nó ở đâu? Máy điện bây giờ nó quá tải hay gì, nó không sản xuất nổi nè. Game nhức đầu nghe. Cái này xây rồi. Tiếp theo là cái máy đào nè. Cái máy đào này kích thước là 3x3. Nó cần có điện nha. Nó cần có điện vì mình phải xây thêm một máy điện nữa. 3 thỏi đồng, 3 thỏi sắt. 3 thỏi sắt với cái này là coi như 9 thỏi sắt. Dư dư dư. Chính thỏi sắt thì mình dư rất là nhiều luôn. Đâu ta, cái hành tinh đào trước cái này đi. Hết bà nó cái con rồi. Cái này sắt nữa chứ. Vàng 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 vàng, dù vàng dù carbon luôn, nhất cử lưỡng tiện luôn. Game này muốn mà lên cái chế độ logistics automatic thì chắc cũng hơi mệt á. À, nó tạo ra nguyên một cái máy bơm oxy là mình đứng trong đó mình không có mất oxy. Trời ơi, tính đâu cái bình tôi đeo vô người không à. Nó đào được 33 cái này à, bèo quá vậy. Trời ơi, nó đào có ngô một. Ơ à. Méo gì đó. Rồi chạy chạy rồi. Khá là bèo. Cái mỏ này nó không có gì cả, chỉ có vài ba mấy mẫu sắt thôi. Mình đầu tư hơi nhiều rồi. Lên thử cái này á. Đây là mỏ đồng. Cũng không có bao nhiêu cả. Nhấn M
Ẩn hành tinh này thì sao mà ghé thăm mới được ta? Như tôi muốn qua cái hành tinh này đánh dấu nè. Rồi làm sao ghé nổi cái hành tinh đó? Con đép này có vẻ là gần nhất nè. Di diễn kiểu bố đời ha. Đó anh em thấy chưa? Chưa tới. Xa dữ lắm. Vẫn chưa tới nữa. Rồi tới nè. Trời ơi nó khổ. Lần đầu tiên đến dưới đây. À có chặt cây luôn nè. Khổ vãi. Cái này là gì, đá hả? Đá này lấy làm mẹ vậy? Nãy mỏ nó ghi dữ lắm mà. Toàn đá mà. Đào ba cục đất bẩn, nãy giờ đào biết nhiêu đất bẩn rồi nào. À phải xây cái máy đào nữa. Hồi nãy trên nó ghi cái hành tinh này nhiều lắm. Nè 12.000 carbon, 9.000 vàng, 3.000. Có khi nào đào nó như Minecraft không? Đào sâu vô trong á. Chết ơi, xong kìa. Thô đen kìa. Vàng nè. 75 vàng luôn. Đây titanium đây. Có khi mình xây cái mỏ đào ở đây đúng á. Thiếu hai cái quặng đồng, hai cái quặng đồng. Không có tí đồng luôn. Hồi không đủ oxy đi về cái là toang luôn á.
Carbon cũng cần đó nè. Thử thôi, thử cho biết thôi. Xây cái máy phát điện trước. Rồi xây cái máy đào. Hai quặng đồng, hai quặng sắt. Ừ. Thiếu sắt. Lạc quan thôi, không đủ oxy đi về luôn, chết tôi rồi. Bên này nguyên một cái mỏ vàng luôn nè, xây bên đó ngon hơn á. Bên ngoài bên này có lại có titanium. Tôi sẽ xây một cái máy chế oxy đây luôn, mới chúng ta mới thể sống sót được, chứ không thôi là không có đường về đâu. Rồi rồi, đây nè. Kìa. Một cái máy chế oxy. Rồi sống rồi, chúng ta đã sống rồi. Tiếp theo là xây cái máy đào. Mình nên quyết đào làm cho đất nó bằng phẳng rồi chúng ta. Rồi 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 rồi, ok đó. Rồi bỏ carbon vô đó, quên đó. Động tới hả? Đủ đạn nhà đó. Cái máy đầu đừng đục, bây giờ sao đầu ở được ta? Bây giờ lấy đéo có tài nguyên nữa.
đào thì đương nhiên cái mũi phan nó phải dài xuống chứ thì sao để ngắn ngủn như thế được. Thiệt thiết kế một game. Rồi chúng ta tiếp tục mà làm công việc. Bây giờ ở đây có cái chạm oxy rồi nên cứ thoải mái đi, chưa có gì phải vội cả. Vẫn thiếu thứ sáu nữa mới đủ. Sắt đào nó tới 5 hit mà, nên đào nó hơi lâu. Đồng thì nó 4 hit, còn carbon thì nó có 3 hit à, băng cũng vậy luôn, nên đào rất là nhanh. Vì không ngay nữa thì chịu luôn nha. Đó, đào được vàng rồi nè. Nó sẽ qua cái cục này nữa. Nói chung là đào được hai cục á. Rồi bây giờ về được rồi. Quăng tí carbon vô với lấy miếng oxy rồi về. Cái này có thể quan trọng á, cầm miếng vậy. 46 49 51 51, có khi để thêm cái máy đào ở đây nữa, có khi đặt thêm cái máy đào ở đây nữa. Giờ cái mỏ này không xây đi, xây cái mỏ trên bên vách núi làm khó bản thân thêm bà nó. Đặt cái máy điện ở đây nào, xong rồi có nhà hai cái máy đào hai bên đây là đúng bài luôn. Bây giờ thổi đồng mình còn nhiều lắm, thổi sắt thì còn có 11. Cái này vừa sắt vừa băng luôn. Hai cái máy đào là 12 sắt, 12 đồng. Một cái máy điện 3 sắt nữa là 15 sắt, 12 đồng. 15 sắt, 12 đồng. Vô đây nó chán tủ rồi đó. Dư tí đồng thì mình chế thêm dây điện. 15 sắt 12 đồng.
Rồi đúng rồi. Trên máy điện bây giờ phải chế thêm một tí dây điện nữa, thiếu mấy cái quặng đồng. Dây điện thì chắc cũng còn nhiều. Giờ đụng cái nào đập cái đó luôn, khỏi phân dân đó. Sắt đồng carbon gì nó cũng quan trọng hết. Này 6 cục sắt đập 30 cái nè. Cũng hên, nó đập khá là nhanh á, một giây nó đập được khoảng 3 cái rồi. Nên đập 30 cái thì mất tầm 5 7 giây 10 giây. Hóa ra đi đến mấy cái hành tinh này chủ yếu đặt mấy cái mỏ là chính. Không biết cách nào vận chuyển về ngoài cái việc mình đem tay về không. Nó đào cũng ngang mình đào tay à, nhưng mà được cái nó tự động, có điều nó không có đào xuống nữa. Mình đào xong hai này mình phải hạ cái máy này xuống bẩn à. Rồi mọi thứ có vẻ ổn thỏa hết rồi đó. Rồi bây giờ để vài bữa nữa quay lại, lần sau mình quay lại có khi nó đào được mớ rồi. Bây giờ quay về nhà mình đâu, để phải không? Oxy, oxy, oxy. Đi bằng cách đu dây này không à? Băng qua cả vũ trụ để lắp vài cái mỏ. Cái gì? Sinh tồn qua hai cái sao chổi là sao? Game này chơi cũng được nhưng mà không biết có cái tính năng co-op với bạn bè không? Có co-op nữa thì rất là ngon nghẻo luôn á.
Đó, về nhà gói. Nhà cửa chúng ta ra sao? Tôi đem một nón quặng về đây. Hết điện rồi. Đi cũng lâu quá mà. Game này có co-op chứ không thôi là anh em làm việc là đúng mệt luôn á. Nó rất là nhiều thứ để làm trong game này. Rồi cái này sắt mà đâu phải điện, đâu phải carbon. Mà chắc game này chơi đến đây thôi, chủ yếu chơi cho biết con game, thấy nó cũng là khá là tốt rồi đó. Anh em muốn lên cái hệ thống tự động hóa thì chắc phải chờ con game ra full đi tôi chơi luôn. Lúc đó thì mới đầu tư được thời gian nhiều vô. Sau này đỡ phải chơi lại. Rồi, game này hôm nay chơi đến đây thôi. Có thời gian thì tôi sẽ chơi thêm. Game cũng khá là ổn áp. Đứng trong cái máy bòm này thì mình không tốn oxy, tại vì mình có cái cục này rồi nè. Còn cái này xài sao tôi không biết nữa. Sử dụng cho cái này á. Có thấy cái méo đâu. Mình tạo được 2 điểm nữa trong vòng 12 giây. Nhưng mà do tốc độ nó chậm quá, do mình điện mình cung cấp không đủ á. Mà cái đất bẩn này để làm cái gì ta? Mấy cái này vẫn chưa biết tính năng. Mới có chơi được 1 tiếng rưỡi mà chỉ xây được vài công trình như thế này thôi. Hồi nãy mình còn xây trên cái này cái nữa phải không? Nè, đào được đống sắt nè. Ủa nó màu đỏ mà móc vẫn tới nè. Bây giờ thiếu carbon nhiều lắm. Không có cục carbon nào luôn hả? Đây nè. Carbon. Cái này là sắt mà. Đây 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 carbon đây. Carbon, carbon, 7 cục carbon cũng được. Rồi bây giờ mình cất cái đống sắt nãy vô. Đây.
chắc cũng được bảy mấy cái mỏ nữa. Một gói ông ấy lùi lại. Đó, mình phải đọc hết cái lớp đất thì nó mới đào vô cái lớp mỏ này. Xong rồi xuống tầng dưới một tầng đó. Nó đào cũng khá là nhanh, 6 giây một cái. Từ từ để tôi tính nha. 6 giây một cái. Trữ lượng mình ở đây là bao này. 100. Tức là 600 giây là 10 phút. 600 giây là 10 phút. 10 phút thì 20 cục này là đủ. Mình sẽ lấy ra 13 cục. Rồi, 20 cục này là vừa đủ luôn á. Tối ưu quy trình đó. Luôn luôn thiếu carbon nha. Sắt bây giờ không cần nữa, khá nhiều sắt rồi. Cái đất bẩn này không biết là cái gì nhưng mà cứ dục đại vô đây cho nó đi. Titanium cũng không có chỗ dục luôn, cứ vứt vô đây. Rồi, game này chơi đến đây thôi. Đây là căn cứ xuyên không gian của tôi. Anh em thấy làm sao? Rồi có thời gian chơi tiếp game này. Bây giờ xếp lại đã. 1, 2, 3. Xếp. Ok, bye bye anh em. Hôm nay chơi game nhẹ nhàng, thư giãn giải trí, xây nhà như thế này thôi. Không biết chừng nào mới được cái công trình như thế này nữa. Chắc là lâu lắm á. Rồi, có thời gian tôi sẽ chơi tiếp game này. Đặc biệt là lúc nó ra mắt phiên bản đầy đủ. Hiện tại đang daily update nên chơi cũng là chưa biết làm quen game. Chừng nào ra phiên bản đầy đủ thì tôi nhất định sẽ chơi tiếp. Một con game một người làm như thế này đâu quá sức thành công rồi đó, một mong đợi rồi. Rồi, bye anh em.